Minh Hải miền Đông hôm nay gửi tới các bạn với một câu chuyện. Một năm sau cái chết của anh trai, chị dâu đã vội tái hôn. Nhìn thấy chú rể, tôi đổi phong bì mừng từ 500.000 đồng thành 20 triệu. Sau đây tôi kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện này. Một năm sau cái chết của anh trai, chị dâu của Hà kết hôn lần nữa. Có đến mời Hà dự đám cưới. Ban đầu Hà không vui lắm vì dù sao anh trai mới qua đời, mới được có một năm. Trời có ngày mưa ngày nắng, cuộc đời có lúc buồn lúc vui. Quan trọng là con người phải học cách trân trọng những người xung quanh mình. Trong cuộc sống, chúng ta thấy không ít trường hợp một số cặp đôi cãi vã nhau chỉ vì chuyện nhỏ nhặt, cuối cùng dẫn tới ly hôn. Đối với những cặp vợ chồng nông nổi này, phải để cho họ nhìn thấy những cặp vợ chồng khác ra sao khi gặp phải sự tra tấn của số phận. Biết đâu đấy, họ có thể xoa dịu một phần tâm trạng của bản thân và bình tĩnh hơn trong xử lý mọi chuyện. Người xưa vẫn nói, cuộc đời một con người ngoại trừ cái chết thì không có sự kiện nào gọi là thực sự lớn. Vì vậy, trong cuộc sống giữa vợ và chồng, khi xảy ra những vấn đề khó tháo gỡ, mỗi người biết bao dung, thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn thì không sợ hạnh phúc sẽ không tới. Từ nhỏ, mẹ đã bỏ đi, trong nhà chỉ còn lại Hà, cha anh và người anh trai. Từ nhỏ đến lớn, anh trai Hà đều rất yêu quý em trai. Cơ bản là đồ ăn, đồ chơi, ở nhà có món nào ngon và vui đều sẽ cho em trai hết. Vì vậy, tình cảm của Hà dành cho anh trai rất là sâu sắc. Anh trai Hà rất là thông minh, nhưng sự thông minh của anh lại không ứng dụng được trong việc học. Điểm kiểm tra của anh trai thường đặc biệt kém, con của Hà lúc nào cũng tốt hơn. Sau đó, Hà vào đại học trong khi anh trai thôi học và gánh trách nhiệm lo học phí cho em trai. Mỗi tháng, anh trai đều đặn gửi chi phí sinh hoạt cho Hà. Anh trai Hà làm việc trong một nhà máy. Thời gian làm việc ở đây, anh gặp người phụ nữ của đời mình. Cô ấy không cao lắm, hơi mập nhưng rất là tốt bụng và đối xử tốt với hai anh em của Hà. Hai người yêu nhau được 3 năm thì kết hôn. Kết hôn xong, anh trai Hà không muốn ra ngoài làm việc nữa mà tự lập nghiệp ở nhà. Hồi đó vợ chồng anh đầu tư vào chăn nuôi lợn, vừa bẩn, vừa mệt, nhưng kiếm được bộn tiền. Vào năm Hà kết hôn, khi đó chị dâu sinh được cho anh trai một bé trai mập mạp. Công việc buôn bán lợn của họ rất là tốt, nên cuộc sống ngày càng tốt hơn. Nhưng ông trời luôn thích trêu ngươi, vật rủi ấp xuống anh trai Hà. Một lần anh đột nhiên cảm thấy không khỏe và đến bệnh viện khám thì phát hiện mắc chứng nhiễm độc niệu. Trong thời gian anh trai của Hà nằm viện, chị dâu gần như là suy sụp. Cô túc trực bên chồng cả ngày lẫn đêm vô cùng là tận tụy. Tuy nhiên, anh trai của Hà nằm viện nửa năm cũng không tìm được nguồn thận phù hợp. Cứ như vậy thì đến tháng thứ 7 đã qua đời. Sau cái chết của anh trai, bố của Hà đã thuyết phục chị dâu tái hôn vì cô vẫn còn rất là trẻ. Một năm sau cái chết của anh trai, chị dâu Hà kết hôn lần nữa. Có đến mời Hà dự đám cưới. Ban đầu Hà không vui lắm vì dù sao anh trai mới qua đời một năm, chị dâu đã vội tìm được người khác tái hôn. Ban đầu anh chuẩn bị một phong bì mừng 500.000 đồng. Nhưng khi đi dự bao đám cưới khác, nhưng sau khi thấy chú rể, Hà đổi thành 20 triệu. Anh cũng thực lòng hy vọng chị dâu sẽ có cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Chú rể mới không ai khác
mà là người bạn tốt của anh Tai Hạ. Trong lúc anh Tai Hạ ốm đau bệnh tật, đó chính là người đã tận tâm chăm sóc bạn bằng mọi cách, bỏ rất nhiều công sức và tiền bạc. Anh cũng rất tốt với chị dâu, nuôi con trai của anh, trai của Hà như con ruột của mình. Không ít người sẽ trách chị dâu của Hà, dù gì thì chắc trong lòng có tâm cơ nên mới sớm tái hôn như vậy. Chồng chết chưa được bao lâu. Trong đời sống vợ chồng, sau khi một trong hai người qua đời, người còn lại ngoài chịu nỗi đau mất đi người bạn đời, còn chịu không ít điều tiếng, nhất là liên quan đến chuyện có người mới tái hôn. Người đời thường dùng số năm một người ở giá sau khi vợ chồng qua đời mà đánh giá mức độ chung thủy cũng như là độ sâu của tình yêu của một người dành cho một người. Thế nhưng dù sao thì cuộc sống cũng cần phải là tiếp diễn. Khi vợ chồng đoạn mệnh qua đời sớm, không có nghĩa người còn lại là người có lỗi và phải chịu cô đơn cả đời như một sự trừng phạt hay hình ảnh để người đời đánh giá. Hơn nữa, khi đối phương còn sống, chúng ta luôn làm đúng trách nhiệm, nghĩa vụ và yêu thương trọn vẹn, thì khi người đó không còn nữa, chúng ta có thể ngẩng cao đầu nhìn mọi người mà không phải hổ thẹn. Ai cũng có quyền đi kiếm, tìm hạnh phúc và được hạnh phúc. Thưa các bạn, đây là một câu chuyện mà người em trai đã chia sẻ lại về câu chuyện của anh trai mình với chị dâu của mình trên trang mạng xã hội cũng như là trên báo chí, về cuộc tình, cuộc sống mà anh trai và chị dâu đã dành cho nhau. Nhưng cuộc đời không ai đoán trước được điều gì. Anh trai vướng vào căn bệnh nan y và sau mấy tháng thì đã qua đời. Nhưng khi qua đời chỉ được một năm thì chị dâu lại tái hôn. Em trai là tên Hà này cũng nghĩ rất là buồn, tại vì anh mới qua đời có một năm thôi, nhưng chị dâu đã liền tái hôn, vội vàng tái hôn liền. Nhưng khi đến dự đám cưới, anh ta chỉ bỏ trong phong bì 500 ngàn đồng mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy chú rể thì anh ta đổi liền 20 triệu bỏ vào phong bì, giúp cho chị dâu có một chút vốn để làm ăn, vì chú rể không ai khác là người bạn thân thích nhất của anh trai của Hà. Vì người bạn này đã nuôi nấng chăm sóc những lúc anh trai Hà nằm trong bệnh viện, thì đây cũng quả thật một điều Hà cũng nên chúc cho là chị dâu mình và người bạn đời sau này của chị dâu mình trăm năm hạnh phúc. Đó là cái điều tốt, tại vì người chết cũng đã chết rồi, nhưng người sống căn bản là gặp được người đàn ông tốt, đó là một điều giá trị. Vâng, tôi cũng mong quý vị lắng nghe và chia sẻ câu chuyện này. Đến đây tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào, tạm biệt.